Hello cả nhà yêu, lại là Bảo Ngọc đây. Hôm nay mình sẽ đố trend gọi là unbox blindbox cho tất cả mọi người xem nè. Nhưng mà cái này á không phải là mình mua đâu nha, mà mình được hai anh chị quản lý tặng cho mình đó. Đây là phần thưởng sau những ngày mà mình cố gắng học giỏi nè, đạt điểm thi cao và đóng phim cũng giỏi nữa. Ok, let's get started. Bên trong đây sẽ có những em nhân vật như thế nào, nhưng mà đa số trong này á sẽ là những em động vật không à, có phiên bản ocean, phiên bản sở thú, phiên bản hoa, phiên bản cây. Xé tôi ý ra bếp bỏ cánh cứng nè, cho dễ thương quá vậy. Ờ để tôi sẽ đem cái túi tiếp theo ra bé gì nha. Ôi xinh quá à, có con voi, trời dễ thương quá vậy. Ôi hai cái tay nó màu hồng, cái mình nó màu xanh dễ thương quá à. Giống Bill ha. Bill. Ok, tiếp theo là túi tiếp theo tôi. Tiếp theo là phiên bản Ocean. Ê trong đây là cái gì ta? Ê răng cá voi này thấy cưng quá vậy. Và đây ta sẽ quay lại vòng lặp vườn trái cây nha. Ta da. Ủa cái gì vậy? À cái khúc gỗ xong rồi nó bị chặt đi. À chặt xong rồi cái nó buồn các bạn. Mà cái này á là mình lỡ xé ra rồi, mình chưa có xem. Tại vì cái hôm đó mình hóng quá nên là mình lỡ. Nhưng mà mình hứa là mình chưa có xem đâu. Một bé mèo ở trong vườn hoa. Quá trời dễ thương rồi, thấy cưng quá đi. Tiếp theo là sở thú. Mình cứ xen kẽ như vậy. Ê con gì á? Con này con gì vậy ta? Phải con... cái con gì quên mất tiêu, con gì móng dài dài. À có con lười phải không ta? Mà nó đi chậm chậm á, không nhìn ra. Qua wow, Ocean, mình thích nhất là phiên bản Ocean. Mình thích mọi thứ về đại dương. Con gì đây, con gì đây? Đó, đó rồi. Đó, đó con chó, chị đó con gì? Ủa, gì Ocean có con chó? Em đón con mà tuột. Thôi con cá đi. Cá ngựa. Chị đón con mà tuột. Trời ơi, ê tôi không nghĩ có con cá hề trong này luôn á. Ok, tôi phải gỡ cái nguyện vọng flybox bằng việc quay lại về vườn hoa. Thì đây là cái gì đây ta? Ủa con gì á? Cái bụi cỏ màu xanh lá hả? Ờ nó cũng dễ thương, nói chung là cũng ok, chấp nhận được. Tiếp theo quà túi tiếp theo thôi, màu hồng hả? À flamingo tiếng Việt nó là con gì ta? Tự nhiên cái mình bị quên ngang. À con hồng hạc. Xé tôi nè. Ủa có bị trụng ta, giống cá voi quá vậy. Mà cũng phải cá voi nữa, làm sao? Hay là cái con nãy là cái con cá mập, hay là cái con nãy là cá mập sát thủ? Nó vô nói chung mình cũng không biết, khó nhận diện quá. Tiếp theo con gì đây? Ủa trùng nữa hả? Ủa kỳ vậy. Ủa lúc mà không chịu đâu, mình không có thích trùng đâu. Rồi kệ đi, rồi con gì tiếp theo đi ta? Ý cưng tôm. Ủa phải không ta? Phải không chị T? Phải con tôm không? Chắc là con tôm. Maybe, không biết nè. Rồi tiếp theo con gì đây? Ồ, con này. Cũng dễ thương quá nè. Ý, đây con gấu mèo. Trời ơi, mình tình nguyện đổi một con lười để lấy thêm một con gấu mèo. Đoán tiếp nè, bây giờ mình sẽ đoán là con cá heo nha. Ôi ra cá heo thiệt nè, cá heo hồng luôn. À cá heo. Cá heo gì màu hồng? Có cá heo hồng mà. Các bạn ơi, chị T không có biết trên đời này có cá heo hồng các bạn ơi. Có bạn nào comment lại bên dưới hoặc để cái hình nào bên dưới cho chị T biết là có cá heo hồng. Cho bạn xé nè. Tiếp theo là một bé hải cẩu. Cá nóc dễ thương quá vậy. Ý bé rùa nè. Còn cái cuối thì mấy bà hãy đoán cùng tôi là nó ra con gì nha. Tôi ước là nó là một bé gấu mèo nữa, hoặc là một bé cá heo hồng nữa. Ủa con cá mập hả? Ờ trùng tiếp nữa rồi. Không chịu đâu, không chịu đâu. Ủa cá mập đâu có trùng đâu ta? Ê mình lộn. Ê nói chung cũng dễ thương. Và bây giờ sẽ là một cái thời khắc mà mình sẽ cho các bạn xem công dụng của những em này là gì. Mấy em này không có phế đâu nha. Đây nhìn nè, bây giờ tôi sẽ cho nó dính lên bảng nha. 1, 2, 3 búp. Ê
Đó, dễ thương chưa? Mấy em này hả? Tại vì trong mấy em này có 500 nè. Nên là chúng ta có thể hít lên những cái mà nó có 500 đó, hoặc là bằng sắt, thì các bạn sẽ hít lên được. Ngoài ra những em này có những cái dây để chúng ta có thể móc vào ba lô nữa, cũng khá là dễ thương luôn. Nhưng mà mình thích làm gắn nó lên bảng hơn. Mình dễ thương ha. Và đó là phần thưởng của Ngọc khi mà Ngọc vừa đi quay phim và Ngọc vừa ôn thi, thì đã được anh quản lý và chị quản lý tặng cho 20 túi. Gọi cái này cũng hơi giống Flybox á. Thì Ngọc cảm thấy rất là vui và rất là thích những món này. Tại vì khi mà Ngọc nhắn chị ơi em khóa này quá, gửi link đi, chị đặt cho mà có liền nha. Thôi bị thương luôn á. Công viên Hi Xe, I love you. Hi Xe Advertising and Media. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Nếu như mà các bạn thích chủ đề về khui mấy cái Flybox giống vậy, hay là khui đồ chơi, hay là chơi đồ chơi gì đó, thì các bạn hãy để lại bên dưới cho Ngọc biết nha. Còn bây giờ thì bye bye. Nhớ cho Ngọc like, share, subscribe cho kênh Liên Hùng của Ngọc. Nhấn vào cái chuông khi mà Ngọc ra video mới thì các bạn sẽ nhận ngay thông báo. I love you. Mua.